Còn về đông y, ở tại phòng khám tiện y đường của chúng tôi thì có những cái loại thuốc được dùng để lau ở trên mặt này, đắp, bôi kết hợp với thuốc uống và điều trị cho bệnh nhân rất là hiệu quả. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Bạn hỏi bác sĩ trả lời của Đông y Tuệ y Đường và mình là Trần Hoa. Các bạn thân mến, mụn trứng cá mạch lươn là một trong 6 dạng mụn kinh điển và cũng là loại gây ảnh hưởng nặng nề nhất đến làn da. Vì vậy, việc điều trị bệnh không đúng cách có thể dẫn đến những cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe làn da. Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng mình lắng nghe bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh tại phòng khám Đông y Tuệ y Đường sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về căn bệnh này nhé. Dạ vâng, thưa bác sĩ có thể chia sẻ cho mọi người được biết thế nào là mụn trứng cá mạch lươn không ạ? Mụn trứng cá mạch lươn, đây là một cái tình trạng bệnh ở trên da, chủ yếu ở vùng mặt và tương đối nặng. Đầu tiên, chúng ta sẽ thấy là những cái dạng mủ và thành hốc, thành hang và nó đi theo ngoằn ngoèo như những con lươn ấy. Và chúng nó đi tìm về kiếm ăn và khi mà không thấy thức ăn thì nó sẽ quay đầu, làm thành những cái vùng hang hốc rất là khó chịu. Ban đầu thì nó chỉ là những cái hạt mụn thôi, xong về sau thì nó sẽ chảy dịch, chảy mủ và nặng nữa thì nó sẽ thành những cái hang rãnh như chúng ta đã mô tả ở trên. Và đây là một bệnh khá là nặng, điều trị cũng tương đối khó khăn và cũng rất là hiếm gặp. Tuy nhiên, nó sẽ để lại nhiều những cái hậu quả khó lường. Thứ nhất là có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, bội nhiễm thứ phát. Thứ hai là để lại những cái vết sẹo xấu và rất là khó hồi phục. Dạ vâng, vậy đâu là nguyên nhân gây nên tình trạng mụn trứng cá mạch lươn ạ? Mụn trứng cá mạch lươn nó tạo thành do cái mối liên kết giữa những cái mụn sần hoặc là cái độ áp xe hoặc là những cái mụn nang. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ thì vẫn không thể tìm được nguyên nhân chính xác gây cái tình trạng bệnh này. Và bệnh thì khó có thể kiểm soát được bằng các thuốc thông thường mà không kê đơn bởi vì nó đã ăn sâu ở dưới da. Ở một số người thì mụn trứng cá mạch lươn thì có thể do một số những nguyên nhân, có thể liên quan đến yếu tố di truyền, có thể liên quan đến yếu tố miễn dịch. Một số những người bị suy giảm miễn dịch thì hay gặp cái tình trạng này. Ngoài ra chúng ta có thể gặp một số những nguyên nhân, ví dụ như là bệnh nhân là vệ sinh không đúng cách này, viêm bít tắc lỗ chân lông và gây nên cái tình trạng nhiễm trùng mà bệnh nhân lại không giữ gìn này, mà gãi nhiều gây cái tình trạng bội nhiễm và gây nên cái tình trạng nguy hiểm như vậy. Dạ vâng thưa cô, vậy thì dấu hiệu nhận biết của mụn trứng cá mạch lươn là gì ạ? Mụn trứng cá mạch lươn thì không quá khó để chẩn đoán bởi vì nó là bệnh khá là hiếm gặp và rất là nặng mà ngay ở trên cái vùng mà dễ nhìn ấy, cho nên là không quá khó. Đầu tiên chúng ta thấy cái mụn nước và những cái vùng mà bị đó thì cái xung quanh là tổn thương phù nề, bóng nước và có mủ ở bên trong. Và đôi khi là nó sẽ thành theo một cái đường như là ngoằn ngoèo như con lươn á. Đấy là những cái tổn thương của những cái mụn trứng cá mạch lươn. Và cái vị trí mà chúng ta hay gặp là những cái vùng có nhiều da dầu, có thể ở vùng mặt, vùng lưng, vùng ngực và đôi khi là có cả ở vùng mông. Dạ vâng, một câu hỏi mà rất nhiều các bệnh nhân cũng như khán giả thắc mắc đó là vậy điều trị mụn trứng cá mạch lươn bằng cách nào ạ? Mụn trứng cá mạch lươn là bệnh mụn trứng cá không nhẹ. Chính vì vậy mà chúng ta không nên điều trị tại nhà. Có rất nhiều những cái sai lầm là bệnh nhân sẽ nặng bóp những cái mụn trứng cá đó và cái hành động như thế càng làm cho cái vùng tổn thương lan rộng ra và dễ bị bội nhiễm và dễ nhiễm trùng thứ phát. Chính vì vậy mà để điều trị này tốt nhất là chúng ta sẽ đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ điều trị tận gốc. Còn về đông y, ở tại phòng khám tiện y đường của chúng tôi thì có những cái loại thuốc được dùng để lau ở trên mặt này, đắp, bôi kết hợp với thuốc uống và điều trị cho bệnh nhân rất là hiệu quả. Dạ vâng, đây là một bệnh cũng khá là nặng. Vậy thì biến chứng mà bệnh này để lại là gì? Nếu chúng ta không được điều trị sớm và kịp thời thì để lại rất nhiều những cái biến chứng khó lường. Đầu tiên mà biến chứng rất là nghiêm trọng đấy là cái tình trạng nhiễm trùng thứ phát. Bởi vì nếu như chúng ta không điều trị đúng cách này, không giữ vệ sinh này, nó có thể bội nhiễm này, có thể gây tình trạng nhiễm trùng huyết nữa. Chính vì vậy cho nên chúng ta không được tự ý điều trị này, phải vệ sinh thật sạch sẽ. Và biến chứng thứ hai là nếu chúng ta không điều trị sớm, cũng không điều trị kịp thời mà chúng ta để những cái mụn trứng cá nó quá to ấy, hoặc là nó quá nhiều ấy, thì khi mà điều trị xong sẽ để lại những cái vết sẹo. Đôi khi nó có thể gây nên tình trạng biến dạng khuôn mặt và gây tăng cái sắc tố da, ảnh hưởng đến ngoại hình rất là nhiều. Chính vì vậy chúng ta không nên chủ quan với bệnh này và khi phát hiện khi nó còn đang nhỏ chúng ta phải điều trị ngay và điều trị kịp thời để không để lại những biến chứng đáng tiếc như trên. Và chúng ta cần phải lưu ý rằng là bệnh mụn trứng cá mạch lươn nó dễ tái phát. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có khám định kỳ thường xuyên này để phát hiện những cái mụn mới và để được điều trị kịp thời, tránh cái tình trạng xảy ra những cái biến chứng đáng tiếc xảy ra. À,
Thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về bệnh mụn trứng cá mạch lươn. Và nếu như có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến da liễu, phụ khoa, nam khoa hay cơ xương khớp thì các bạn có thể comment ngay xuống dưới video này hoặc liên hệ trực tiếp tới số 0789 502 555 để được các bác sĩ tại Đông Y Tuệ Y Đường hỗ trợ sớm nhất. Và cũng đừng quên chúng ta có lịch khám trực tiếp với bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh tại phòng khám Đông Y Tuệ Y Đường tại số 166 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!